jam berapa tak ingat. Chạy sang ba, ông sang Ba Lan ông làm ăn, giờ vẫn còn một số cửa hàng đấy. Cái này là chung cư hay nhà dân này? Ừ, lại lộ ra lại đẹp. Là chung cư ấy? Ừ, nó là một cái chung cư. Ngày xưa nó xây cách đây 30-40 năm, nó quy hoạch, chính là nó quy hoạch rất tốt. Nhưng cũng được, nhưng nó cũng xin xin như thế này. Nó quy hoạch nó vát luôn luôn cái góc đấy rồi. Chính là nó tính từ ngày xưa rồi. Xịt đến đấy, ra đường đây để vẫn chịu chết đi được. Singapore nó làm đồ sạch này. Nó đi vào và nó đi nha, nó đi chở vật liệu ra nha, ở công trường nha, lấy nước nó xịt luôn bánh xe sạch luôn, đi ra đường có bị sao được. Ừ. Là nghiêm túc. Như thế anh bảo là xây công trình thứ nó có bộ thế nào rồi, đúng không? Ừ. Vẫn sạch bong. Sao mình không bắt chước?